Thì chào các em, hôm nay thầy dạy hình học lớp 11. Tiết học hôm nay thầy sửa bài tập số 8 trang 54 sách giáo khoa. Bài tập phần này nhằm luyện tập cho các em tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, biết tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài tập số 8. Cho tứ diện ABCD, gọi MN lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD. Câu A nhỏ, gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng PMN và mặt phẳng BCD. Bây giờ chúng ta vẽ hình để giải câu A. Vẽ tam giác BCD. Lấy một điểm A ở ngoài mặt phẳng BCD. Vẽ các cạnh bên. Lấy trung điểm MN. Của hai cạnh AB và CD. Lấy điểm P thuộc cạnh AD nhưng không phải là trung điểm của cạnh AD. Vẽ tam giác BMN tức là mặt phẳng xác định về 3 điểm PMN. Tiếp tục vẽ E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Các em biết rằng P không phải là trung điểm của cạnh AD, do đó đường thẳng MP và đường thẳng BD nằm trong mặt phẳng ABD nên chúng sẽ cắt nhau tại điểm E. Bây giờ thầy xoay hình để các em thấy. Dựa vào hình vẽ, các em có thể xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng PMN và BCD không? Các em thấy hai mặt phẳng này có những điểm nào là điểm chung? Nhìn đến hình vẽ, các em có phát hiện rằng hai mặt phẳng này có hai điểm chung là E và N không nhỉ? Nếu điểm P gần đến điểm A thì điểm E là một điểm trên đường thẳng BD sao cho B là nằm ở giữa E và D. Còn nếu điểm P nằm gần với điểm D thì chúng sẽ cắt nhau tại điểm E. Sao cho D lại là nằm ở giữa đoạn BE.
Như vậy là tùy vào cái vị trí của điểm P mà chúng ta được điểm E nằm bên trái hoặc bên phải của đoạn BD như trên hình vẽ. Bây giờ các em thấy mặt phẳng PMN và mặt phẳng BCD có hai điểm chung, đó là điểm N và điểm E. Vì sao như vậy? Vì E là giao điểm của MP và BD, mà E thuộc MP, mà MP lại nằm trên mặt phẳng MVN, do đó điểm E thuộc mặt phẳng MVN. Điểm E thuộc đường thẳng BD, mà BD lại nằm trên mặt phẳng BCD, cho nên điểm E thuộc mặt phẳng BCD. Vậy điểm E là điểm trung thứ nhất. Dĩ nhiên điểm N thuộc mặt phẳng MPN, vì N thuộc đường thẳng CD, mà CD lại nằm trên mặt phẳng BCD, do đó N thuộc mặt phẳng BCD. Vậy N là điểm trung thứ hai. Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng này là đường thẳng đi qua hai điểm trung E và N. Như vậy chúng ta tìm được giao tuyến của hai mặt phẳng PMN và BCD. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát. Như vậy chúng ta đã giải xong qua, bây giờ chúng ta vào trình bày đại giải. Ta có PM sẽ cắt BD tại E như giả thiết. Suy ra E thuộc PM, mà PM thì nằm trên mặt phẳng PMN. Do đó mình suy ra điểm E thuộc mặt phẳng PMN. Và ta cũng có điểm E thuộc đường thẳng BD, mà đường thẳng BD lại nằm trên mặt phẳng BCD, do đó điểm E thuộc mặt phẳng BCD. Vậy ta có điểm E là điểm trung của hai mặt phẳng PMN và mặt phẳng BCD. Tương tự như vậy ta cũng có N, dĩ nhiên cũng thuộc mặt phẳng PMN. Và N thì thuộc đường thẳng CD, mà đường thẳng CD lại nằm trên mặt phẳng BCD, do đó điểm N thuộc mặt phẳng BCD. Vậy điểm N là điểm chung của hai mặt phẳng PMN và mặt phẳng BCD, do đó hai mặt phẳng này có hai điểm chung E và N, nên giao tuyến của chúng là đường thẳng NE. Phần câu A, chúng ta luyện tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng là chúng ta đi tìm hai điểm chung của chúng. Khi đó giao tuyến sẽ đi qua hai điểm. Bây giờ chúng ta đi sang giải câu B là tìm giao điểm của mặt phẳng PMN và đường thẳng BC. Hình ảnh này cũng cho chúng ta biết được đường thẳng BC sẽ cắt mặt phẳng PMN ở đâu. Một cách hiển nhiên như ở câu A thì trên mặt phẳng BCD, các em thấy đường thẳng BC
và đường thẳng EN nó sẽ cắt nhau tại một điểm, đó là điểm Q. Vấn đề ở chỗ là mình trình bày một cái bài giải này để cho nó thật sáng sủa, tức là thật logic, thì chúng ta phải dựa vào cái kiến thức đó là xác định giao điểm của một đường thẳng với một mặt phẳng. Chúng ta thấy này, mặt phẳng BCD chứa đường thẳng BC, và rõ ràng mặt phẳng BCD nó cắt mặt phẳng PMN theo giao tuyến EN. Vậy thì trên mặt phẳng BCD, BC sẽ cắt EN tại Q. Vậy Q chính là giao điểm của đường thẳng BC với mặt phẳng PMN. Thầy xoay hình để các em xem. Bây giờ chúng ta trình bày lời giải. Ta có mặt phẳng PMN giao về mặt phẳng BCD theo giao tuyến NE như ở câu A. Do đó trong mặt phẳng BCD giao tuyến NE nó sẽ cắt BC tại điểm Q. Vậy Q chính là điểm cần tìm, tức là BC cắt mặt phẳng PMN tại Q. Các em lưu ý cái bài toán tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng là các em phải tìm một mặt phẳng chứa BC. Sau đó các em xác định giao tuyến của mặt phẳng chứa BC với mặt phẳng PMN. Khi đó ở trên mặt phẳng chứa BC, BC và giao tuyến cắt nhau tại một điểm, đó là điểm cần tìm. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.